cả quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân ái của những người làm chương trình dành cho tất cả quý vị. Một lời cảm ơn để dành cho tất cả mọi người có mặt đông đủ trong căn phòng ngày hôm nay. Một chút mưa, một cơn mưa để dù đất trời giao hòa, đất trời chuyển mùa. Và một cơn mưa là chuyện nhỏ, không đáng có. Để rồi tất cả chúng ta không níu kéo, không thể níu kéo và cũng không thể cản bước được tất cả quý vị đến với niềm vui, niềm sung sướng, sự hạnh phúc, niềm đam mê. Và một tấm tiếp hồng có tên Phong Cảnh và Thanh Tú đem đến tất cả chúng ta những lời nói, những câu chuyện và tất cả những tình yêu để dành cho nhau. Sau những lời chúc sức khỏe và những lời chào của ban nhạc của chúng tôi thay mặt cho chú rể Phong Cảnh và cô dâu Thanh Tú trân trọng kính mời anh chị nắm tay nhau đứng dậy làm lễ ra mắt chào đón tất cả mọi người. Và một tràng pháo tay nữa của tất cả quý vị hãy phát lên chào đón tôi để chúc mừng. Tất cả quý vị có một ngày như thế ta yêu nhau, có một ngày như thế ta trao nhau tất cả những tình cảm và trên bước đường họ đi. Hôm nay có bạn, có bè, có mẹ, có cha, có anh, có chị, có đồng nghiệp và có tất cả mọi người để được cùng chung vui hướng lên cô dâu, hướng lên chú rể. Và chúng tôi xin được thay mặt cho chú rể Phong Cảnh, thay mặt cho cô dâu Thanh Tú và chúng tôi xin được tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Hòa chung trong không khí, hòa chung rộn ràng trong tiếng nhạc, hòa chung trong ca ngợi, trong những lời nói ca ngợi cho tình yêu và hòa chung trong một bức tranh phong cảnh mà chúng tôi cùng với tất cả các bạn, anh chị, mọi người chúng ta sẽ cùng vẽ nên là bát nước trẻ xanh thơm ngát để rồi xua tan đi tất cả những sự vất vả. Một lời tri ân, một lời cảm ơn nhẹ nhàng mang truyền thống của cô dâu, của chú rể và của gia đình Hà Nội để dành cho tất cả quý vị, các chị và các bạn. Và bây giờ xin trân trọng kính mời tất cả mọi người chúng ta hướng lên sân khấu cùng cô dâu, cùng chú rể chúng ta thực hiện nghi lễ trang trọng và thiêng liêng đầu tiên, đó chính là lễ trao nhận cưới. Is falling. Here we are at the crossroads once again. You tell me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking. Kính thưa tất cả quý vị, hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời sông để vươn tới những tầm cao, hãy sống để rồi biết đến ngày mai, hãy sống cho tình yêu lên tiếng. Kính thưa tất cả quý vị, các chị, các bạn chúng ta đang chứng kiến những gì là đẹp nhất, những gì là thiêng liêng nhất, những gì là quý giá nhất và đó là niềm hạnh phúc đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên của một con người, tình yêu là hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời và tình yêu cũng là lẽ sống cho đến hơi thở cuối. Tình yêu là gì? Tình yêu là giây phút thiêng liêng, tình yêu là sự trang trọng, tình yêu là nơi mà tất cả chúng ta đang miên man. Tất cả, xin trân trọng kính mời tất cả mọi người, các anh, các chị, các cô, các chú, tất cả những người đã yêu, đang yêu và rồi sẽ yêu, hãy hướng lên để rồi ngợi ca cho tình yêu, nơi tình yêu lên tiếng, nơi tình yêu là giá trị của hạnh phúc mà con người chúng ta mong muốn và đạt được. Xin được chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Chiếc vòng nhẫn cưới đã được trao cho nhau trong sự tin yêu, trao cho nhau trong ngọt ngào và sâu lắng. Từ ngày bây giờ, những chai sâm banh sẽ là sự đắm say nước, bột ngọt và hạnh phúc. Sự đắm say đấy được đong đầy trong những chiếc chai và như một truyền thống, như một câu chuyện cổ tích, chúng ta sẽ cùng với những chiếc thuyền tình yêu chở đầy đắm say đấy lang thang trên một dòng sông chảy mãi bất tận. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng dâng chuẩn bị rót sâm banh. Có một ngày như thế ta yêu nhau, có một ngày như thế ta được ở bên nhau, có một ngày như thế trong một ngày đầy mưa, những hạt mưa rơi, tất cả những hạt mưa rơi đấy xua tan đi tất cả những bụi bặm của cuộc sống, xua tan đi tất cả những âu lo để rồi chúng ta trọn vẹn trở về bên nhau, nồng nàn quây quần trong một không gian nhỏ hẹp để rồi cảm nhận hết tất cả những sự đắm say. Những sự đắm say đấy là tình yêu, những sự đắm say đấy là sự chuẩn bị, những sự đắm say đấy không phải từ trên trời rơi xuống mà có sự chuẩn bị, có mối nhân duyên, sợi tơ hồng quấn quýt, định mệnh đã dành cho nhau. Và ngày hôm nay tất cả quý vị, tất cả các anh chị, các bạn chúng ta đang chứng kiến đó chính là tình yêu. Face to face,
Và kính thưa tất cả quý vị, khi tình yêu đã lên tiếng và hạnh phúc đã chạm cổng, hạnh phúc đã chạm cổng, và chúng ta chỉ chờ đợi giây phút này, chờ đợi sự rạng rỡ, sự rạng ngời, chào đời một chút minh chứng, chào đón một điều mà cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng thể hiện, một điều mà chúng tôi không muốn nói đến bằng lời. Hãy để cô dâu, hãy để chú rể, hãy để hai người cảm nhận và làm thực hiện với nhau trong ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này. Xin mời cô dâu và chú rể hãy chọn hai chiếc ly với lễ giao bôi nồng nàn, đầm thắm và tin cậy. Một sự gắn kết cũng là một sợi dây để chúng ta níu kéo nhau, níu kéo tình cảm, đan kết tình cảm và đan xen tình cảm đấy. Hãy dệt thành mộng uyên ương, dệt thành mộng tình yêu, dệt thành mộng hạnh phúc, và tất cả những gì mà quý vị đang chứng kiến, cô dâu và chú rể sẽ thực hiện. Và chúng ta hãy có một tràng pháo tay, một tràng tay hãy vang lên chào đón và để chúc mừng. Hãy dây một tràng pháo tay nào, một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể. Các quý vị, giai điệu Alone đã vang lên, chúng ta sẽ không còn cô đơn, sẽ không còn cô đơn, cuộc sống sẽ không bao giờ còn cô đơn khi có tình yêu. Đó chính là những điều mà những thông điệp mà chúng tôi muốn nói đến với tất cả quý vị, ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và đầy đủ đối với tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi muốn nói nhiều với tất cả quý vị, rất là nhiều, nhưng cho đến giờ phút này, những món quà, những tình yêu, những lời chúc mừng, những ánh mắt sự ngưỡng mộ để dành cho cô dâu chú rể rất là nhiều. Ban nhạc của chúng tôi dành sự ngưỡng mộ cho cô dâu chú rể, dành một chút ghen tị cho hạnh phúc của họ, bởi vì nó quá đẹp, nó quá nồng nàn và quá trọn vẹn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, anh chị ngồi xuống đi. Kính thưa tất cả quý vị, thay đổi một chút không khí, chúng ta đã đến với sự gấp gáp, với tất cả những cuồng say mà cô dâu và chú rể cùng với ban nhạc của chúng tôi, nào là pháo cưới tỏa sáng, nào là sương khói mịt mù, nào là sâm banh được bật nút tiếng kêu bum bốp, và nào là những món quà như chiếc vòng nhẫn cưới như thiên thạch ở trên trời rơi xuống để tạo cho cô dâu và chú rể sự vòng hào quang ấy. Thì ngay bây giờ chúng tôi nói với tất cả quý vị, muốn nói với tất cả quý vị một điều: trong tình yêu có những điều không thể nó sẽ biến thành có thể. Đó chính là tiêu đề của một ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương, không có tên gọi Không Thể Và Có Thể. Và đây là... Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Nào đã khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm áp mây trên đầu, không thể dân ta. Còn đây miền sương giăng khi úa ta mặt trời, bình minh có lên ngô khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn, vắng em trên đời đâu có tình yêu. Người đã xa đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền xa. Và điều này thật sự rằng em thank you.
không thể trở lại. Dòng sông đã xa đi, làm sao về chốn cũ? Nào đã khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm. Vắng em trên đời đâu có tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra. Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Hồi hồi ngày gặp nhau xua tan bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, vết thương ngày nào có thể liền ra. Và điều này thật dịu dàng em ạ. Sự quan tâm của bạn bè, của người thân, của những người ở trong gia đình của tất cả chúng ta. Và ngay bây giờ, trước tiên chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, anh chị nắm tay nhau đứng dậy để đón nhận những tình cảm đến từ tất cả những người thân. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, đây là mẹ của chú rể, một người đã rất là vất vả từ cả cuộc đời để dành nuôi con, sinh con ra, nuôi con. Và ngày hôm nay lớn lên, trai khôn thì dựng vợ, gái lớn lại gả chồng. Và trong cái ngày trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, để ghi nhận trong cái ngày cưới, một cái ngày mà chúng ta có thêm một đứa con hiếu thảo, đó chính là đứa con dâu của mình, thì một món quà mẹ đã được trao. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị một vị khách cũng hết sức là đặc biệt, đó chính là một người thân của cô dâu, của chú rể, của gia đình Hà Nội, đó chính là bà Cố Thiêm. Xin chào đón tình cảm của bà Cố Thiêm, xin mời bà Cố lên sân khấu. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nuôi, dành một vài phút để trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, đây là bà Cố, một người đã như lai thất thập cổ lại hy rồi, những người đã trên 70 tuổi rồi, hôm nay trong ngày cưới vẫn có thể một chút cố gắng của bà để tạo lên một âm hưởng, tạo nên một khung cảnh và tạo nên một điểm nhấn, tạo nên một sự cảm xúc không thể nói được bằng lời trong ngày cưới hôm nay. Đó là món quà mà bà Cố đã trao. Còn bây giờ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta đến với món quà của dì Loan và dì Len. Xin mời hai dì lên sân khấu luôn. Dâng hiến đời cho ước vọng tương lai, cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con. Kính thưa tất cả quý vị, không dừng lại những món quà đấy, sẽ còn có thêm những món quà của anh chị Thanh Khởi và em Hoa. Xin chào đón tất cả và xin mời món quà của anh chị Thanh Khởi và em Hoa. Xin mời chị và em. Cảm ơn tất cả những món quà đến từ tất cả những người thân, mẹ cha, bà và em, chị, anh. Còn bây giờ xin chào đón tất cả quý vị, chúng ta đến với một phần đáp lễ, một phần đáp từ đến từ gia đình của họ ngoại. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung, đó là gia đình của họ ngoại. Tất cả có những ai có cái món quà, xin mời các anh, các chị, các cô chú lên và đưa danh sách lên luôn. Tôi sẽ có cơ hội giới thiệu từng người. Kính thưa tất cả quý vị, món quà đầu tiên trang trọng và lớn lao sẽ dành cho đến sự đáp từ đến từ gia đình họ ngoại, đó là bố cô dâu và bà nội cô dâu. Lắm chưa về, một câu thương, một câu nhớ,
Giới thiệu, trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, đây là bà nội của cô dâu. Còn bên tay phải tôi, như tôi đã giới thiệu ở phần đầu, đó là bố của cô dâu. Xin được cảm ơn tình cảm đến từ hai bác. Và chúng tôi muốn nói với hai bác rằng là được làm rể của hai bác chính là một điều...